Mà chồng em á, mấy bữa trước á, đi đâu vậy? Ảnh nói là ảnh bị lạc ở trong rừng. Đi một ngày là hết cái rừng rồi. Ừ. Sao mà lạc 7 ngày dữ ha. Tội nghiệp của nhỏ quá, bị thằng chồng lừa mà không biết. Bán tính bán nghi trước lời hàng xóm nói về chồng, Thình quyết hỏi Sử cho ra lẽ. À, hay là lén lúc sống với con nào? Không, không, bây giờ bà ngưng đi, tôi kể cho bà nghe. Nghe nè, nghe nè. Ngộ quá mà. Tôi kể cho bà nghe, nhưng mà tuyệt đối là giữ bí mật nghe chưa. Nhưng rồi Thình cũng không giữ được bí mật về kho báu trong rừng. Đây là chuyện cơ mật, bà mà hé ra với ai là tôi chết không toàn thây. Anh Sửu, anh gặp ba con quỷ. Mã, kho báu của đó bộ như cái. Và cuối cùng chuyện tới tài kẻ gian. Hồi hộp và thú vị, mời quý khán giả đón xem phần tiếp theo của câu chuyện cổ tích Giấc Mộng Giàu Sang, được phát sóng vào 20 giờ ngày 11 tháng 2 năm 2024, nhằm mùng 2 Tết Giáp Thìn, trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.